Ngày hôm nay đó chúng ta sẽ đọc hai bài kinh. Bài thứ nhất đó là kinh căn bản tu tập. Bài kinh này đó Đức Phật chỉ ra cách tu thông thường của đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, tức là ngưng hoạt động các giác quan, được xem là bậc hiền sĩ. Thì Đức Phật lại cho chúng ta thấy rằng là người có mắt mà không nhìn thì trở thành mù, có lỗ tai mà không nghe đó thì trở thành điếc, có miệng mà không nói trở thành câm. Như vậy việc đóng bít các giác quan á, chứ là sự đào tẩu đó. Là khi tu tập đó, là sự làm chủ. Và con người đó thì có phước báo đầy đủ các giác quan, cho nên phải tận dụng chúng. Để làm chủ được các giác quan trong mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, Đức Phật dạy chúng ta đó là buông bỏ mọi chấp dính trong tiến trình phản ứng giác quan. Tức là khi mắt nhìn thấy hình thái, tai nghe âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm, thì cái công việc của người xuất gia và người tu Phật nói chung đó, tức là làm chủ được sự vận hành của chúng, không chạy theo chúng, không díu kẹt chúng, không bị chúng sai sử. Và nói một cách dễ hiểu hơn á, lúc đó chúng ta huấn luyện cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi cái biết chỉ đơn thuần là ngửi và biết mà không có đắm nhiễm theo. Thì như vậy là vẫn tận dụng được các giác quan, như là sử dụng á, theo cái chiều hướng được chúng ta làm chủ. Thì trên nền tảng đó đó, tức là mình an trú vào nhận thức không nhàm chán mọi sự vật, cũng không có xa tránh mọi sự vật, mà duy trì sự tỉnh thức trên mọi sự vật. Thì cách duy trì tỉnh thức trên sự vật đó thì được gọi là đã làm chủ được nhận thức giác quan. Và cứ như thế tiếp tục hành trì đó, thì người xuất gia sẽ lần lượt trở thành chân nhân, rồi tiệm cận thánh nhân, tức là cận kề với quả vị thánh, và tiếp tục tu đó thì trở thành thánh. Thì cách tu căn bản này đó nhắc nhở người xuất gia đó, nhiệm vụ chính là làm đạo sư. Đạo sư có nghĩa là dẫn dắt con đường, chỉ dẫn con đường, chia sẻ con đường, giúp cho người hữu duyên đó giác ngộ được con đường, vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Còn các công việc khác đó trở thành như là việc phụ, việc không quan trọng. Cái công việc dẫn đường cho chúng sinh đi, để khép lại các bất hạnh trong con người đó mới trở thành là quan trọng nhất. Bây giờ tất cả chúng ta cùng đọc với tăng đoàn để hun đúc hạt giống xuất gia, và trong mấy ngày còn lại chúng ta cũng sống với phẩm chất đó, thì việc tu tập đó mới có kết quả thật là tốt.